loài trăng khổng lồ nặng 1 tấn từng thống trị trái đất. Với kích thước dài khoảng 13 mét, nặng khoảng 1,1 tấn, bề ngang cơ thể rộng khoảng 1 mét, trăng Titanoboa là loài trăng khổng lồ nhất trên trái đất. Với kích thước này, trăng Titanoboa có thể nuốt chửng một con bò hay thậm chí là vài người trưởng thành một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thật mừng là loài trăng này từng sinh sống khoảng từ 60 đến 58 triệu năm trước trên trái đất, đến nay đã hoàn toàn biến mất. Các khoáng thạch của 28 cá thể Titanoboa được tìm thấy trong các mỏ than tại Cerrejón ở miền Bắc Colombia vào năm 2009 khiến cho các nhà phát hiện bất ngờ. Khoảng 60 triệu năm trước, sau thời điểm khủng long bị tuyệt chủng, Titanoboa bắt đầu trỗi dậy trở thành loài săn mồi lớn và hung dữ nhất hành tinh. Lượng cơ bắp chúng sở hữu đủ để nghiền nát mọi con mồi, kể cả cá sấu khổng lồ. Theo nhiều chuyên gia, lý do loài trăng này có kích cỡ khủng khiếp như vậy, một phần là vì khí hậu, 60 triệu năm trước là thời điểm khí hậu rất ấm, làm tăng lượng oxy có trong không khí và khiến cho nhiều loài bò sát phát triển đột biến. Giả thuyết này được cho là hợp lý, bằng chứng là các loài họ rắn lớn nhất hiện nay đều sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới. Không có đối thủ xứng tầm, Titanoboa đã hoành hành trên mặt đất trong hàng triệu năm, nhưng rồi chúng cũng không thắng nổi một yếu tố đã khiến bao loài vật khổng lồ khác phải nằm xuống: biến đổi khí hậu. Thời tiết nóng ẩm đã giúp trăng Titanoboa đạt kích cỡ vô đối, nhưng rồi cũng chính thời tiết là nguyên nhân khiến chúng tuyệt chủng. Theo các chuyên gia khảo cổ, đã có thời điểm nhiệt độ toàn cầu sụt giảm trong nhiều năm mà đối với động vật máu lạnh như rắn, chúng sẽ không cách nào sống sót. Ngoài ra, việc phải di cư thay đổi môi trường sống cũng góp phần không nhỏ khiến loài vật này biến mất, nhường chỗ cho nhóm bò sát có kích cỡ nhỏ bé hơn. Phát hiện cá mập quái vật sống hơn 5 thế kỷ thọ nhất thế giới. Cá mập sống thọ nhất thế giới trong số các loài động vật xương sống mới được các nhà khoa học tìm thấy ở phía Bắc Đại Tây Dương. Cá mập Greenland dài 5,5 mét được xác định đã sống thọ tới 512 tuổi. Theo Rayleigh, các nhà khoa học Đan Mạch đã xác định sinh vật cổ xưa này có tuổi thọ khoảng 512 năm và dài 5,5 mét. Đây được coi là sinh vật có xương sống sống thọ nhất thế giới. Cho đến nay, nó có thể chào đời từ năm 1505 khi vua Henry VIII của nước Anh chỉ mới 14 tuổi. Cá mập Greenland chỉ lớn thêm 1 cm mỗi năm, điều đó có nghĩa là khi các nhà khoa học phát hiện ra cá mập quái vật dài 5,5 mét, họ biết rằng sinh vật này đã sống qua hàng trăm năm. Các nhà khoa học sử dụng tia phóng xạ để xác định tuổi thọ của cá mập Greenland. Các nhà khoa học Đan Mạch sau đó dùng tia phóng xạ để quét móng mắt của 28 con cá mập Greenland khác nhau, bao gồm cá mập sống thọ nhất thế giới mà họ nghi ngờ. Kết quả là tuổi thọ của những con cá mập này nằm trong khoảng từ 272 đến 512 năm tuổi, với độ tin cậy khoảng 95%. Các nhà khoa học Đan Mạch dự kiến sẽ phân tích mẫu vật thu được một cách kỹ lưỡng hơn để xác định tuổi thọ của cá mập. Trải qua 156 năm, cá mập Greenland mới đạt đến tuổi trưởng thành. Nếu thông tin này là chính xác, con cá mập già nhất thế giới đã sống qua thời Galileo, phát hiện trái đất quay quanh mặt trời và sự xuất hiện của nước Mỹ. Có một điều bất ngờ là các nhà khoa học phát hiện con cá mập Greenland chỉ trưởng thành hoàn toàn về mặt giới tính ở độ tuổi khoảng 156 năm hoặc sớm nhất là 134 tuổi. Thịt của cá mập Greenland được coi là món ăn tinh thần ở Iceland nhưng cũng chứa chất hóa học độc hại khiến người ăn có cảm giác giống như bị say rượu. Vụ vong rắn thần nhập chưa thể lý giải thì không nên bác bỏ. Con rắn thần cũng như tất cả con vật khác đều có linh hồn như con người. Do vậy, câu chuyện rắn thần nhập vào người ở Vạn Phúc là hoàn toàn có cơ sở để tin, Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Chu Phát. 9 người bị nhập trong ngày 9 tháng 3. Ngay sau buổi lễ dâng đôi bê cúng thần xà diễn ra, ông Đỗ Xuân Thủy, trưởng ban quản lý tôn tạo di tích phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, tỏ ra vui mừng lắm. Ông bảo buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp. Ông cũng xác nhận, vài ngày trước khi diễn ra buổi lễ, tình hình ở địa phương đã yên ắng trở lại, không có thêm người bị thần xà nhập. Ngoại trừ việc một nhánh rễ cây đa trong miếu được cho là nơi trú ngụ của thần xà,
tự dưng rung bần bật vào tối ngày 27 tháng Giêng, tức ngày 8 tháng 3 dương lịch, một sự kiện rất lạ lùng. Thế nhưng khi dòng người từ các nơi ùn ùn đổ về miếu Vạn Phúc vào buổi chiều ngày 28 tháng 2 âm lịch, màn lễ bái của dân chúng vẫn tiếp tục, thì tin tức cũng liên tục dội về ban quản lý. Theo đó, từ khoảng 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều, cả thể có tới 9 người bị nhập, trong đó có cả nam giới, hầu hết đều là người ở nơi khác. Duy nhất có trường hợp chị Triệu Ngọc Ánh là người ở làng bị nhập lần hai. Ông Thủy cho biết cũng cần nhắc lại rằng chị Ánh là người đầu tiên bị thần xà nhập vào tối hôm rằm tháng Giêng. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của hàng trăm người tham gia lễ hội. Theo mô tả của ông Thủy thì có người cứ lao đến đập đầu vào gốc cây đa, có người lại trèo tót lên cây. Nhiều người trong số đó đã phải đưa đi bệnh viện, nhưng sau khi ra viện họ lại đến miếu và tiếp tục lao đầu vào gốc cây, dòng ông Thủy ra chiều ngạc nhiên. Người dân Vạn Phúc thêm một lần nữa xôn xao, có người tỏ ra bán tín bán nghi. Thế nhưng chuyện diễn ra trước hàng chục người càng đẩy sự ly kỳ huyền bí lên cao, họ càng tin vào sự linh ứng của thần xà. Chuyện rắn thần không hề lạ. Thiếu tướng tiến sĩ Nguyễn Chu Phát, người có nhiều năm nghiên cứu về tâm linh, cũng đã dành thời gian quan tâm tới câu chuyện ở Vạn Phúc trong thời gian qua. Ông mở đầu bằng việc kể cho tôi nghe hai câu chuyện liên quan tới con rắn được ông xác minh và in trong cuốn sách Nhân Quả xuất bản mới đây. Chuyện là ở chùa Ngòi, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh thường tổ chức những khóa thiền. Lần ấy, sư thầy ở chùa mời Nico Leka mãi trong Đà Lạt ra. Trước khi đi, Nico làm lễ Phật thì thấy có một con rắn to đậu vào mắt tượng Phật, sau đó biến thành vong một con rắn. Vong rắn mới nói rằng người giết con ở Tây Nguyên thời kháng chiến chống Mỹ xâm lược, đang tu ở chùa Ngòi Bắc Ninh, con đã theo ra đó nhưng Nico cũng không để ý. Khi ra đến chùa Ngòi, Nico đi qua lều của một người thì thấy vong con rắn xanh hôm trước đang quấn quanh người này. Nico hỏi thì con rắn bảo đó chính là người đã giết mình mấy chục năm trước. Người này cũng thừa nhận hồi ở rừng Kon Tum Tây Nguyên, ông thường cho chiến sĩ liên lạc bắt rắn rồi chặt đuôi, cho máu chảy vào cốc rượu uống để chống lại sốt rét. Không ngờ vong của con rắn ấy lại theo ông mấy chục năm trời. Lại một trường hợp khác là ở đền thờ nữ tướng Bác Nàn, Việt Trì, Phú Thọ. Bà vốn là một vị tướng thời Hai Bà Trưng. Một thời gian dài, ngôi đền thờ bà bị bỏ hoang. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, người dân đã cùng chung sức xây dựng lại ngôi đền. Lạ lùng là trong quá trình làm đền có một con rắn xuất hiện. Bất kể ngày đêm, mưa nắng cũng không đi đâu. Dân làng liền nấu xôi, gà ra cúng, lấy ô che mưa che nắng cho rắn. Sau này, ông Phát vẫn quay trở lại đền và thi thoảng gặp con rắn ấy. Người ta gọi đó là rắn thần, về trông coi ngôi đền. Rõ ràng, con rắn cũng như tất cả con vật khác đều có linh hồn như con người. Do vậy, câu chuyện rắn thần nhập vào người ở Vạn Phúc là hoàn toàn có cơ sở để tin, ông kết luận. Tuy nhiên, việc cúng đôi bê sống dân thần xà rồi phóng sanh, theo như lời của ông Đỗ Xuân Thủy, trưởng ban quản lý tôn tạo di tích phường, bằng việc giao cho hai gia đình nghèo nuôi dưỡng đang có những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, việc cúng bê sống rồi đem làm từ thiện như thế mà gọi bằng phóng sanh là chưa chuẩn. Phóng sanh phải xuất phát từ tâm. Tôi đem câu chuyện cúng bê sống dân thần xà ở Vạn Phúc tới gặp Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh. Ông cho rằng làm như thế cũng phù hợp với đạo Phật là không sát sanh. Việc giao cho hai gia đình khó khăn nuôi đôi bê lộc này thể hiện tinh thần nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Tuy nhiên gọi đó là phóng sanh thì không đúng. Ông Tĩnh dẫn giải, phóng sanh nghĩa là giải thoát sự sống. Lâu nay người ta thường gắn việc phóng sanh với chim, cá, trong ngày cúng ông Công, ông Táo. Nhưng thực tế, việc phóng sanh dành cho tất cả những sinh vật bị nhốt, bị đe dọa giết thịt với tấm lòng từ bi của con người. Luận Đại Trí Độ có nói, trong các tội ác, ác nhất là sát sanh. Trong các công đức lớn nhất là công sát sanh. Kinh Phạm Võng thì cho rằng chúng ta phải trải qua rất nhiều đời mới thành người. Rất có thể kiếp trước của cha mẹ chúng ta là con chim, con rắn. Việc ăn thịt các con vật chẳng khác nào ăn thịt chính cha mẹ mình. Giải thoát các con vật cũng chẳng khác nào giải thoát cho cha mẹ. Bởi dưới con mắt luân hồi thì ai cũng là cha mẹ. Kinh Dược Sư cũng giải thích ý nghĩa của phóng sanh là làm tăng phúc, thọ cho con người.
đạo Phật quan niệm không sát sanh, phóng sanh là vì thế. Như vậy, việc dân làng Vạn Phúc cúng bê dương thần xà rồi giao cho người nghèo nuôi không thể gọi là phóng sanh, bởi lẽ việc phóng sanh phải hoàn toàn xuất phát từ tâm, trong khi mục đích ban đầu của việc cúng này là để dân thần xà, ông Tỉnh chỉ ra. Cùng chung quan điểm, Thiếu tướng Tiến sĩ Nguyễn Chu Phát cũng cho rằng việc cúng đôi bê sống như ở Vạn Phúc không thể gọi là phóng sanh, mà thiên về việc làm từ thiện nhiều hơn, cái đó cũng đáng khuyến khích, ông nói. Những chuyện là ở Vạn Phúc rất cần có sự lý giải khoa học, nếu không giải thích được thì cũng xin đừng phủ nhận, bác bỏ. Điều quan trọng là cần phải cẩn trọng để ngăn không cho những kẻ buôn thần bán thánh, nhưng cơ hội này đục nước béo cò gây hoang mang dư luận bằng những trò mê tín dị đoan.